Vâng, xin chào mọi người ha. Thì cũng đã lâu rồi em cũng không có mà nhắc tới cái câu chuyện mà drama tại nhà của Hồng Loan. Thì 2 ngày trước thì em có gửi 2 video. Thứ nhất là video chúc mừng con của Bùm Bùm thì tháng. Video thứ hai là nói về ông Bảy Báo sống cuộc sống rồi nói chung ra là người lớn mà không biết đạo đức. Nhưng mà ngày hôm nay thì em gửi đến mọi người những cái thông tin cũng như là những cái chia sẻ của em mà từ bữa giờ em nắm được ha mọi người. Thì mọi người cũng đã biết rồi thì cái câu chuyện mà tranh chấp tài sản giữa gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từ bữa giờ ra xôn xao dư luận cộng đồng 7-8 tháng nay mọi người ha. Thì sự việc thì càng đến cái lúc mà càng rõ ràng rồi. Thì mọi người biết rằng là cái gì nó cũng có một cái giá của nó hết. Cái gì nó cũng có một cái kết thúc. Nhưng mà em nói mọi người biết rằng là cái sai thì chắc chắn là sẽ lòi ra. Và cái đúng thì chắc chắn là phải minh bạch rồi. Nói chung ra là sẽ thấy rõ ràng rồi. Cái kim trong bịch thì lâu ngày sẽ lòi ra thôi. Và tại người ta không phủ nhận, người ta không chấp nhận thì người ta sẽ chấp nhận trong thời gian tới. Mà cái thời gian tới mà nếu mà chấp nhận á, em nói thật cho mọi người, chỉ nước gần á là chỉ van xin thôi. Nhục quá rồi, đúng không mọi người? Nhục quá rồi. Bây giờ thì những cái chứng cứ hay là những cái chi tiết bây giờ đó mọi người thấy nó quá rõ ràng rồi. Nó rõ ràng là từ cái nói chung ra là từ cái giá trị cái truyền thống hay là cái nhân văn của một gia đình hay là của một cái con người hay là một của một tất cả gia đình khác đều nhìn thấy. Có ai mà cháu kêu bằng cậu mà vô nhảy vào giành nhà với con của cậu không? Ở đây em không bàn tới là con nuôi hay con ruột nha mọi người. Em không nói là con nuôi con ruột, con trên giấy tờ hợp pháp. Một chút xíu nữa em sẽ phân tích cái vấn đề hợp pháp là như thế nào thì có lẽ là chút xíu nữa em sẽ nói vấn đề này để cho mọi người xem ha. Nhưng mà em muốn nói rằng là gì như này, làm gì làm, cơ quan chức năng người ta làm giấy tờ thì cơ quan chức năng đã tìm hiểu và đã có sổ lưu đàng hoàng. Và thậm chí là bây giờ là trước mặt giấy tờ như vậy rồi mà còn nói rằng là nghi ngờ là giả, cái đó là gọi như là tầm bậy và đặc biệt là vi phạm nha. Không có ai mà dám nói như vậy hết à. Cái câu nói này thì của cái bà gì ở bên nước ngoài, cái bà gì đó, cái bà tiên ngáo gì đó nói đó mọi người đó. Cái này là một cái câu chuyện để mà nói nè ha. Và mọi người thấy nó càng ngày càng lộ ra những cái điều gì mà thật sự ra giống như là tưng tửng đó mọi người, giống như bây giờ giống như gần thua rồi, giống như tưng tửng nó bộc lộ ra vậy đó. Có giấy biên hòa hay gì mọi người, mình có rất là nhiều người hỏi là hôm bữa thấy là cái vụ mà dọn nhà đó, mọi người thấy không, dọn nhà tự nhiên đứng xe nhảy chi vậy, làm cái trò dường như trò con nít vậy, đúng không, như một trò con nít không có ra cái gì hết, ngơ ngơ ngáo ngáo bà trợn không, đúng không ơi. Cái này làm nó thằng này nó thiệt, cứ nhìn thấy cảm thấy nó không được gọi như là bình thường, quá quá bất bình thường. Không chừng sau cái vụ này nữa không có có người đi vào biên hòa luôn, thiệt luôn á. Em cảm thấy điều đó luôn á, tức quá mà, tức quá đúng không mọi người đó. Cho nên á, em nói mọi người nghe, luật sư hay nhà báo người ta làm cái gì người ta cũng có một cái góc độ của người ta làm việc theo cái từ, người ta làm việc theo trình tự, người ta làm việc theo cái cơ sở, đúng không mọi người đó. Bây giờ luật sư ở bên bà Sáu Bào thì là chỉ là bây giờ cô nói sao thì bây giờ đây là người ta sẽ kiểm chứng, người ta nói là như vậy, đúng không mọi người ha. Thì chỉ là cái gì thì mọi người biết rồi đó, đúng không. Luật sư thì người ta đúng rồi, bảo vệ thân chủ đó, thân chủ nói sao yêu cầu làm sao làm vậy thôi, đúng không, bảo vệ lời nói của cô của bà Sáu, ok. Nhưng mà bây giờ nói thật sự mọi người nghe, mọi người thấy những cái nhà báo hiện tại bây giờ đang nói về rất là nhiều điều về cái cô cháu gái này. Thì cái cô cháu gái này cứ chứng tỏ là những gì mình nói, những gì mình làm là đều đúng à, những gì mình làm đều đúng. Nhưng mà em nói thật chứ mọi người, em nói rất là nhiều lần rồi, nội không sao mà ngoại tộc
cái đó là tầm 7 đó mọi người. Ví dụ như bây giờ phải chi mà ông chú Năm ông không có con á, thì là cũng tới là em út anh chị em trong nhà thừa hưởng, chứ ở đâu sọt nhiên tới cháu chân á, không có lý do nào, không có luật pháp nào để vậy hết, ngoại trừ ông chú Năm ông để di chúc có điêu tên gõ và đó là cái gì đó là của chị đó, đúng không, của chị bé này, thì đó là của tài sản của chị. Còn cái này là gì, này là người ta không để di chúc, người ta có con, đúng không, bây giờ ta không có con cũng để là chị anh chị em trong nhà hưởng, chứ không có liên quan gì tới cháu lắc xa lơ, cháu ngoại tộc nữa. Mà tại vì á, nó thật ra là giả giờ giả điếc hay là giả điên hay là giả cái gì đó để mà cứ tấn công như vậy, cái sự nghiệp của mình như vậy, mọi người thử nghĩ đi, cái sự nghiệp như nó xong rồi, mọi người thấy, nhìn cái phía bên đây, nhìn cái phía bên của anh chị em xã hội bên Hồng Loan đi, mọi người đều phát triển, mà phát triển tới mức độ mà phát triển kinh khủng luôn, những cái live show hay là những cái show diễn ngày càng nhiều, à, mọi người, những cái trang mạng xã hội ngày càng phát triển. Nhìn lại mình đi, mình ăn có một tí à, mà mình không có nuôi sống mình cả đời, đúng mọi người, em nói thật luôn á. Mọi người thấy đây, những cái live show của anh Hai Vũ Lưng nè, những cái live show của chị Ba Bình Tinh nè, và những MV ca nhạc của Hồng Loan, và những tất cả những anh chị em cộng đồng mà bảo vệ Hồng Loan đều, người ta đều làm ăn được. Bây giờ người ta làm kinh tế không à, người ta đâu có cần mà cái ấy, người ta làm kinh tế thôi mình cũng đủ tê rồi nữa. Và trong khi mình buôn bán cũng không được, mà đi hát cũng không xong, cứ tiếp tục như vậy hoài thì mình đấu với cộng đồng sao mình đấu lại đi trời, đúng mọi người. Em nói là theo những cái gì em suy nghĩ và những cái gì mà anh chị em suy nghĩ, cũng đồng cảm chia sẻ với nhau đó. Rất là nhiều người góp ý, nói trời ơi không biết đứa cháu gái của chú Năm này cái đầu cơ để một tóc không biết suy nghĩ làm sao đó. Mọi người thấy bây giờ cơ quan chức năng đang vào cuộc để tiếp tục, và bây giờ là gì, luật sư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đúng không mọi người. Chuyến này mà em ve chuyến này nó thật sự luôn, nếu như mà dùng cái từ là không biết hối cải, không biết quay đầu là bờ á, cứ nghĩ là phóng lao theo lao á, thì là một sai lầm của mình, là một sai lầm không đỡ nổi, và lãng quạn là có nước là đi lên núi ở, hoặc là đi ra ngoài biển ở, ngoài biển chỉ chắc ở yên nữa. Em nói thật á mọi người, đúng mọi người cứ nhìn thấy rõ ràng. Cộng đồng mạng bây giờ á, người ta rất là sáng suốt, người ta rất là hay, thậm chí có những người, người ta biết rất là rõ hồi xưa như thế nào. Mình thường nói một câu, giấu một ngày được chứ không bao giờ giấu mãi mãi được. Những cái quá khứ của mình hay là những có cái gì đó, những cái gì đó thì người ta đều đào ra được hết, trừ khi mình đừng có làm. Đúng mọi người ha. Người ta cho mình con đường sống, người ta cho mình cái cơ hội để mà mình tồn tại, cho cái cơ hội để mình làm giàu, cho cái cơ hội để cùng kiếm chén cơm, mà mình không chịu nắm bắt lấy thì bây giờ thì mình phải chịu chấp nhận thôi. Mình đấu đá, mình ngược lại, mình quay người ta phản, nói chung ra là dùng cái từ gọi là gì mọi người, ăn cháo đá bát á. Tại vì sao, ở trong nhà cha tôi mà bây giờ muốn chiếm nhà luôn là đâu có được. Ở nhà cha tôi ăn nhờ ở đậu ở cát, nhà cha tôi, nhà ba tôi, đúng không, mà bây giờ quay ra muốn kiếm nhà của con của người cứu mang mình, coi nghĩ vậy có đầu có nói chung ra là có làm ăn được không, có đầu thai được không mọi người. Trời ơi, con tao, tụi bay ở con tao mà con tao lo lắng, tụi bay ở nhà tao lo lắng tụi bay, mà con tao tụi bay muốn đạp nó ra ngoài đường, muốn cho nó ra ngoài, ở ngoài bờ ngoài bụi để tụi bay kiếm nhà đâu có được. Ông chú Năm ông linh thiêng lắm, nó thật luôn á, ông chú Năm ông linh thiêng dữ dằn lắm, không phải đơn giản đâu. Ông quật một cái là không còn gì để mà đường để mà sinh tồn luôn á mọi người, không phải là sinh tồn mà gọi là sinh sống luôn á, sinh tồn còn đi kiếm ăn vô gần kiếm ăn được, chứ mà không sinh sống là không có gì để ăn luôn á. Và rồi thì chắc có lẽ thì cái video cũng hơi dài mọi người ơi, thì em cũng xin
kết thúc cái buổi phân tích ngày hôm nay ở đây, thì em sẽ gửi những cái gì thông tin mới để sẽ gửi đến mọi người khi mà em thu thập được ha mọi người ha. Và bây giờ thì em xin chào mọi người nha.